皆さんこんにちは。青いベトナムの本間です。青いベトナムのヌンです。それではみんなの日本語第23課の文法を勉強しましょう。Xin chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu những mẫu ngữ pháp trong bài số 23. Thì trong bài 23 này, chúng ta có tổng là 4 ngữ pháp cơ bản. Thứ nhất là đi tìm hiểu về toki, là khi, nghĩa là mình giả sử khi A thì B, nghĩa là khi mệnh đề A xảy ra thì mệnh đề B cũng xảy ra. Thứ hai là nếu A thì B, là sử dụng với lại tố, là nếu. Thứ ba là sử dụng mà danh từ gá tính từ. Và thứ tư là danh từ địa điểm cộng ố và cộng động từ di chuyển. Đầu tiên vào chúng ta sẽ đi tìm hiểu về toki, nghĩa là khi. Thì cách chia trong câu có toki thì động từ mình sẽ chia về động từ dạng ngắn với là veru, venai hoặc là veta. Còn đối với lại tính từ đuôi y thì mình vẫn giữ nguyên y. Còn đối với lại tính từ đuôi na thì mình sẽ giữ nguyên na. Còn danh từ thì mình sẽ cộng thêm no, sau đó mình cộng với toki và sau đó thêm mệnh đề chính ở phía sau. Toki ý nghĩa là thời điểm, dùng để nói giữa hai vế trong câu, diễn tả ý nghĩa là khi hoặc là lúc xảy ra sự việc ở vế câu 1 thì vế câu 2, mệnh đề vế câu 2, mệnh đề chính cũng xảy ra. Sau đây mình sẽ đi tìm hiểu về các ví dụ dùng với lại toki. Thì để rõ hơn thì mình sẽ đi tìm hiểu từng ví dụ. Thứ nhất là đối với lại động từ cộng toki. Thì động từ đầu tiên mình chia về động từ thể rư. Là với câu ví dụ khi mượn sách ở thư viện thì cần có thẻ. Tiếng Nhật là 図書館で本を借りるときカードがいります。図書館で本を借りるときカードがいります。Tiếp theo sử dụng với lại động từ ở dạng venai là khi không biết cách sử dụng máy tính thì hãy hỏi tôi, tiếng Nhật sẽ là パソコンの使い方がわからないとき私に聞いてください。パソコンの使い方がわからないとき私に聞いてください。Tiếp theo mình ví dụ với lại sử dụng tính từ đuôi y với câu là khi buồn ngủ thì hãy uống cà phê. 眠い時コーヒーを飲んでください。眠い時コーヒーを飲んでください。Sử dụng tiếp theo với tính từ đuôi na là từ rảnh rỗi ha, hima. Khi bạn rảnh rỗi thì hãy đến nhà tôi chơi nha. 暇な時私の家へ遊びに来てくださいね。暇な時、私の家へ遊びに来てくださいね。Ví dụ tiếp theo để cho bạn rõ hơn, đó là sử dụng về danh từ. Danh từ thì mình cộng thêm no, sau đó mình cộng toki ha. Là khi còn bé thì tôi rất hay bơi trên con sông này. 子供の時、よくこの川で泳ぎました。子供の時よくこの川で泳ぎました。Trong phần này thì cô có một lưu ý dành cho các bạn, đó là veta toki và veru toki. Thì veru toki cộng mệnh đề chính là mệnh đề chính xảy ra trước khi vế một xảy ra. Còn veta toki là mệnh đề chính xảy ra sau khi vế một xảy ra. Mấy bạn nhớ về điểm lưu ý này nha. Để rõ hơn về lưu ý là rutoki cộng mệnh đề chính, nghĩa là mệnh đề chính xảy ra trước khi vế một xảy ra. Thì ở đây cô có câu ví dụ là khi ăn cơm thì nói câu tôi ăn nhé. ご飯を食べるとき、いただきますと言います。ご飯を食べるとき、いただきますと言います。Thì ở đây mấy bạn thấy là mệnh đề chính là câu tôi ăn nhé, nói câu tôi ăn nhé. Và rutoki á, thì hành động này là mệnh đề chính xảy ra trước khi mà cái vế của hành động rutoki xảy ra. Thì mấy bạn trước khi ăn cơm bạn nói trước khi bạn ăn, đúng không ạ?
Ví dụ về Tatoki cộng mệnh đề chính là mệnh đề chính xảy ra sau khi vế một xảy ra. Thì ví dụ với câu là Nihon ni itta toki ocha o benkyou shimashita. Nihon ni itta toki ocha o benkyou shimashita. Nghĩa là khi đến Nhật, khi đã đến Nhật thì tôi đã học trà đạo. Thì cái câu này là mình đến Nhật xong rồi thì sau đó mình mới học trà đạo nha. Hoặc là thêm ví dụ về Rutoki là nói là khi ra khỏi nhà thì nói câu tôi đi nhé. Uchi o deru toki itte kimasu to iimasu. Uchi o deru toki itte kimasu to iimasu. Phim ví dụ về Tatoki, ví dụ như là khi về nhà thì nói câu tôi đã về. Uchi e kaetta toki tadaima to iimasu. Uchi e kaetta toki tadaima to iimasu. Các bạn đã hiểu về cách phân biệt giữa Tatoki và Rutoki chưa nào? Thì ở đây có phần Renshu luyện tập. Thì giữa Tatoki và Rutoki thì các bạn đọc câu, sau đó nhìn hình và chọn ra phương án đúng giùm cô nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần mẫu câu hỏi. Thì trong trường hợp như vậy hoặc là khi gặp như vậy thì mình hỏi bạn mình là bạn mình sẽ xử lý như thế nào. Mình muốn đặt câu hỏi trong trường hợp khi toki thì mình sẽ đặt là toki dou shimasu ka? Toki dou shimasu ka? Nghĩa là khi gì đó, khi trường hợp nào đó thì bạn sẽ làm gì. Ví dụ như là khi buồn ngủ thì bạn sẽ làm gì? Nemui toki dou shimasu ka? Nemui toki dou shimasu ka? Và câu trả lời là thì tôi sẽ nào là rửa mặt, nào là uống cà phê. Kao o arai ni ittari kohii o nomi ni ittari shimasu. Kao o arai ni ittari kohii o nomi ni ittari shimasu. Hoặc là thêm ví dụ khi không biết đường thì bạn sẽ làm gì? Michi ga wakaranai toki dou shimasu ka? Michi ga wakaranai toki dou shimasu ka? Người bạn này sẽ trả lời là sẽ tra đường bằng điện thoại. Keitai de michi o shirabemasu. Keitai de michi o shirabemasu. Hoặc là đặt câu hỏi khi đau bụng thì bạn sẽ làm gì? Onaka ga itai toki dou shimasu ka? Onaka ga itai toki dou shimasu ka? Trả lời là sẽ uống thuốc và ngủ một xíu. Kusuri o nonde sukoshi nemasu. Kusuri o nonde sukoshi nemasu. Các bạn đã hiểu về phần đặt câu hỏi xử lý như thế nào trong trường hợp như vậy chưa nào? Thì ở đây các bạn nhìn hình, câu hỏi thì cô đã đặt cho rồi. Thì bây giờ các bạn suy nghĩ ra cái cách trả lời bạn sẽ làm gì, bạn sẽ làm như thế nào. Thì bạn điền vào chỗ trống và sau đó dịch sang tiếng Việt giúp cô nha. Tiếp theo mình sẽ đi vào ngữ mẫu ngữ pháp là tốt, nghĩa là hễ hoặc là cứ. Thì công thức mình áp dụng đó là động từ mình sẽ chia về với rư hoặc là với nay cộng với lại tốt và cộng mệnh đề phía sau. Thì nghĩa là nếu thì cũng được, hoặc là mình có thể dịch là cứ hễ thì sẽ thì cũng được ha. Nghĩa là cứ hễ hành động trước tố xảy ra thì tất yếu một cái trạng thái, một cái động tác hoặc một hiện tượng, một sự việc vân vân của vế sau nó cũng xảy ra theo. Ví dụ như câu là hễ mà bấm cái nút đó thì tiền thừa sẽ xảy ra. Sono botan o osu to otsuri ga demasu. Sono botan o osu to otsuri ga demasu.
thuật, ví dụ như nói là hễ mà vặn cái nút này sang bên phải thì âm thanh sẽ to lên. このボタンを右へ回すと音が大きくなります。このボタンを右へ回すと音が大きくなります。hoặc thêm câu ví dụ như nói là hễ mà rẽ phải ở đèn tín hiệu thì sẽ thấy cái bệnh viện ở bên trái. 信号を右へ曲がると左に病院が見えます。信号を右へ曲がると左に病院が見えます。Tiếp theo mình thêm ví dụ về động từ chia và dạng nai ha. Ví dụ như là nếu không ngủ sớm thì sẽ không thể dậy sớm. 早く寝ないと早く起きることができません。早く寝ないと早く起きることができません。Ví dụ như là nếu không cố gắng hơn nữa thì sẽ không thể đổ được. もっと頑張らないと合格できません。もっと頑張らないと合格できません。Trong phần tố này thì cô cũng có một lưu ý dành cho các bạn, đó là mệnh đề đứng sau tố tuyệt đối là không sử dụng các mẫu câu ý chí như là ý muốn hoặc là yêu cầu, nguyện vọng, lời mời, rủ rê hoặc cấm đoán ha. Ví dụ như những cái ví dụ sau đây thì đều là sai hết, mình không có được sử dụng trong những cái trường hợp như vậy nha các bạn. Ví dụ như nói là nếu mà có thời gian thì muốn đi xem phim thì là sai ha. 時間があると映画を見に行きたい。時間があると映画を見に行きたい。Hoặc là nói là nếu mà có thời gian thì bạn có đi xem phim không? 時間があると映画を見に行きませんか？時間があると映画を見に行きませんか？Hoặc là ví dụ như là nếu mà có thời gian thì bạn đừng có đi xem phim. 時間があると映画を見に行かないで。時間があると映画を見に行かないで。Hoặc là ví dụ như nếu mà có thời gian thì hãy giúp tôi một chút. 時間があるとちょっと手伝ってください。時間があるとちょっと手伝ってください。今言った例文は全て正しくないです。Các bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng tố, hễ hoặc là nếu thì chỗ nào thì đây là phần luyện tập lên siêu. Có tổng là 4 câu, các bạn nhìn hình sau đó dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật giúp cô nha. Sang phần thứ 3 mình sẽ đi tìm hiểu về cách nói là danh từ, xong tới trợ từ gá, xong tới tính từ hoặc là động từ. Thì cách dùng là khi biểu thị một tình trạng hay là một quan cảnh như nó vốn có thì trợ từ được sử dụng sau chủ ngữ sẽ là trợ từ gá. Ví dụ như nói là âm thanh nhỏ. 音が小さいです。音が小さいです。Hoặc là âm thanh lớn. 音が大きいです。音が大きいです。Hoặc là ví dụ nói là bầu trời thì trở nên quang đãng. 空が明るくなりました。空が明るくなりました。Hoặc là ví dụ với lại động từ nếu bấm nút này thì vé sẽ ra. このボタンを押すと切符が出ます。このボタンを押すと切符が出ます。Phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách nói danh từ địa điểm cộng trợ từ ố cộng động từ di chuyển.
Thì ở đây mình có cấu trúc là danh từ địa điểm ố, V di chuyển. Thì V di chuyển ở đây mình có là động từ arukimasu, là watarimasu hoặc là samboshimasu, thì dùng để chỉ một cái địa điểm, một cái vị trí, nơi mà một người hay là một vật nào đó đi qua, di chuyển qua ha. Ví dụ như nói là đi qua cây cầu. Hashi o watarimasu. Hashi o watarimasu. Hoặc là ví dụ nói là đi bộ trên đường. Michi o arukimasu. Michi o arukimasu. Hoặc là nói đi dạo công viên. Kōen o sanpo shimasu. Kōen o sanpo shimasu. Hoặc là ví dụ nói là rẽ phải ở ngã tư. Kōsaten o migi e magarimasu. Kōsaten o migi e magarimasu. Thì nãy giờ là chúng ta đã đi tìm hiểu xong ngữ pháp bài số 23. Thì bây giờ cô sẽ tóm lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Đầu tiên là mình sử dụng toki, nghĩa là khi, khi hành động phía trước xảy ra thì hành động phía sau xảy ra. Có một hành động phía sau xảy ra, ví dụ như là khi ăn cơm thì nói câu tôi ăn nhé. Gohan o taberu toki itadakimasu to iimasu. Gohan o taberu toki itadakimasu to iimasu. Số 2 là mình học với lại tố, nghĩa là nếu thì hoặc là cứ hễ thì sẽ gì đó ha. Hành động phía trước xảy ra thì tất nhiên, tất yếu cái hành động phía sau cũng sẽ xảy ra. Ví dụ như là hễ bấm cái nút này thì tiền thừa sẽ ra. Kono botan o osu to otsuri ga demasu. Kono botan o osu to otsuri ga demasu. Phần thứ ba là mình học danh từ gá tính từ, thể hiện một cái tính từ vốn dĩ, một cái sự vật vốn dĩ hiển nhiên có của nó, sử dụng trợ từ gá, ví dụ như là âm thanh nhỏ. Oto ga chiisai desu. Oto ga chiisai desu. Phần thứ tư mình học về danh từ cộng danh từ địa điểm ố cộng với lại động từ di chuyển. Thì mình muốn di chuyển như là mình đi bộ, mình băng qua hoặc là mình đi dạo qua một nơi nào đó thì mình sử dụng trợ từ ố đối với lại cái nơi đó. Ví dụ như là băng qua cái cầu. Hashi o watarimasu. Hashi o watarimasu. Phần quan trọng cuối cùng sau mỗi bài học đó chính là phần Sukudai, bài tập về nhà. Thì ở đây có tổng là 3 bài tập, các bạn cố gắng hoàn thành giúp cô nha. Bài học của chúng ta đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Sayonara.